Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Hồ chia tay, bạn trai cũ của Hòa Minzy gây bất ngờ khi gửi lời cảm ơn ngọt ngào đến ai đó. Có tình mới chăng? Cách đây không lâu, thông tin thiếu gia Minh Hải và Hòa Minzy chính thức đường ai nấy đi đã gây chấn động mạng xã hội. Qua đó, họ cũng cho biết không hề có người thứ ba chen chân vào cuộc tình này. Sau khi xác nhận chia tay, cả hai cũng đã có cho mình những hướng đi khác nhau. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của cặp đôi này cùng với hành trình lớn lên của bé Bo cũng nhận được vô vàn sự quan tâm từ công chúng. Giữa lúc lùm xùm đổ vỡ vẫn chưa chìm xuống, cách đây ít phút, trên story ở trang Facebook cá nhân, bạn trai cũ Hòa Minzy đã khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên với động thái mới nhất của mình. Cụ thể, anh đã bất ngờ đăng tải hình ảnh một món đồ yêu thích, lại còn đính kèm dòng caption gửi lời cảm ơn đến ai đó một cách đầy ẩn ý, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Cảm ơn ai đó đã dành trọn thương yêu từ những điều nhỏ nhất. Ngay lập tức, hành động này của bạn trai cũ Hòa Minzy đã được đông đảo khán giả quan tâm. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng anh đang có tình mới sau nhiều tháng chia tay giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp. Dù vậy, đây vẫn chỉ là những đồn đoán từ một phía và câu trả lời ra sao chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.